Chào mừng quý nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình lại tiếp tục giới thiệu anh em về những cái mã hàng của Bùm Kinh nha. Mấy hôm trước nó hết nãy về lại rồi. Tầm khoảng cả 9 mã thôi. Thì những cái mã này mình giới thiệu tầm khoảng cả 15 phút á, cho anh em coi đỡ đỡ phải lâu. Chứ mình gom nhiều quá mình giới thiệu cũng lâu nếu anh em coi ngán ha. Thì đầu tiên đây là cái búa nè em. À, búa đóng đinh chống trượt. Đó, 145 ngàn của Bùm Kinh. Đây là cái dòng cái đặc biệt là cái cán này nè. Nha, đặc biệt ở đây là cái cán này. Cái điều đặc biệt ở cái này nó là cái sợi thủy tinh á. Ở đây thì cái thông số của nó là nó đây 60% fiber plus hand ha, là có nghĩa là cái sợi thủy tinh nó thành phần là 60%, rồi ở trong đó nó có những thành phần thêm nữa để nó giúp cho cái búa này nè, cái cán búa này cực kỳ nó bền luôn, bởi vì cái sợi thủy tinh nó thành phần rất là quan trọng đối với cái cán búa. Những cái cán búa nó có thể là 20%, 30%, hoặc là những cái nhà sản xuất người ta lại không có đưa vào cái thông số cái sợi thủy tinh nó trên cái cán búa luôn, như vậy chúng ta cũng không biết đường nào mà lần. Nhưng mà riêng cái Bumkin thì cái cán này rất 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 là bền nha, cái cán búa sợi thủy tinh này nè, 60% sợi thủy tinh, và kèm theo đó là những cái thành phần nhựa này nọ ha, nó được thiết kế nó thành một cái thành cái cán ha, rất là bền. Rồi cái búa này á, thì nó được cái size là 27 mm, và cái đầu là đầu chống trượt đây nha, đầu chống trượt nè, rất là đẹp. Cán cao su đây là thiết kế một cái cao su cầm nó êm nha. Đó, một cái tem này của toàn tiếng Thái không thôi nha, rất là êm. Cái búa này anh em cầm ở đây nó êm lắm, cao su cái ra đây là mềm mà chứ không phải cứng ha. Rồi cán sợi thủy tinh rất là bền luôn. Trong cái dòng thì đây là cái dòng mà xịn của hãng anh em á. Đó, đây nha, 145 ngàn cho cái búa này. Lúc trước mình về nhiêu là cái búa này bán chạy lắm, nó hết hàng rất là lẹ luôn. Rồi anh em thấy ha, 145 ngàn. Đối với cái này là búa chống trượt, nên chúng ta đóng gì trên mặt phẳng mà đòi mà nó không có dấu là không 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 có được nha. Ví dụ chúng ta gõ gõ trong cái ngành mộc á, trong cái miếng dán phẳng mà anh em gõ xuống nó phẳng á, thì anh em phải dùng xuống bắn đinh nha thì nó thẳng được, chứ cái búa mà anh em gõ là nó cái gì mà dòng mình nó có dấu. Ok nha, 145 ngàn cho cái búa này. Điều đặc biệt là cái cán này ha, 60%. Rồi 145k hàng mới vậy thì luôn nha, anh em đang có nhu cầu thì có thể ghé mình mua. Cái búa này cái đầu của nó là 27 gram nha. Ủa, 27 mm chứ, 27 mm ha. Có cái mã là 29165. Rồi mình qua cái tiếp nữa, nó là cái kìm mẫu quả 12 inch. Đấy, kìm này hết hàng cũng khá lâu, kìm này về lại rồi nè. Cái dòng này thì nó làm bằng thép CRV. Cái độ cứng của cái đầu kìm là từ 48 đến 60 HRC tự động. Cái ngà mở ra rất là rộng nha. Tự động nghĩa là sao, nghĩa là như nè, kéo xuống hết rồi ha, cái bóp nè, tự động nó chạy lên ha. Đó, tự động nó chạy lên là như vậy. Cái cán này thì nó chỉ nhúng một cái nhựa vào thôi anh em á. Ở đây thì chắc nó dính vào cái dầu nè ha. Đó, dính đi nè, em kéo xuống ha, bóp lên tự động lên ha. Trong cái trường hợp cái này hư thì sao, cái này hư cũng chả sao cả ha. Hư anh em giục luôn, em vẫn xài bình thường, đưa lên đẩy lên cái là anh em xài thôi. Cái ngà mở rất là lớn nha, khi nó mở ra như vậy nè thì nó rất là lớn luôn. Mình sẽ đo cho anh em xem coi cái ngà này mở bao nhiêu. Nó có thể mở lên tới 65 ha, kẹp ống 65 được. Anh em mở ra hết vậy nè, bỏ ống 65 chúng ta bóp được anh em ha. Đó, một cái kìm mỏ quạ tự động này thì giá là 260 ngàn nha, 260 ngàn. Cái hàng này mới về mà mình thấy nó dính hơi hơi dính đây nè, cái này chắc phải lao rồi rồi nha, phải lao rồi rồi. Rồi ok, 260k. Mấy cái hàng này lúc trước nó bị nằm ở cảng lâu quá nè, tại vì nó bên Trung Quốc nó dịch á, là nhiều lúc hàng nó chở ra cảng xong mà cái nó nằm chết chân luôn không có về được. Bên phong tỏa bên Trung Quốc á, bây giờ cái hàng nó về hơi lâu rồi vậy. Rồi 260k, 260 ngàn cho cái kìm mẫu quạ tự động 12 inch này nha. Kế tiếp nữa giới thiệu anh em một cái kìm cắt mạch điện tử 100 ngàn cho cái kìm này. Đó, kìm này nó là 5 inch, dài 125 mm, độ cứng là 60-65, làm bằng thép CRV, dành cho những anh em thợ điện tử chúng ta cắt sát này nè, đưa mạch xuống ta cắt ha. Đó, thiết kế nhỏ nhỏ gọn vừa tay. Cắt mạch điện tử thì nó phải thiết kế nó nhỏ nhỏ này chúng ta cắt mới được, lớn quá chúng ta cắt không có được đâu nha.
Đó, ba cái chân chân chì hoặc chân mấy con tụ anh em hàng xong á, anh em cần cắt á, đưa vô là cắt ngon lành luôn nha. Cái này cắt đầu nhỏ 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 nha, hoạch điện tử thôi chứ không có đem đi cắt ba cái sắt được đâu. Rồi 100 ngàn cho cái kìm này. Rồi kế tiếp giới thiệu cho anh em một cái thước thủy mini. Thước thủy này thì bây giờ giá mới nó là 45 ngàn nha, giá mới là 45 ngàn. Cái dòng này 100% là nhựa ABS. Cái dòng này thì nó sẽ không có 500. À, quên, có 500, lộn, nhìn lộn. À, nó có từ nha, mắc nét nè. Đó, nó sẽ có từ. Và cái đo được ở 180 nè. Nó sẽ đo được 180, 90 độ và 45. Nó ba góc 45 nè. Nha, đo thẳng nè. Hoặc là đo đứng nè nha. Thì cái dòng này bên 9 inch đó là bằng nhựa ABS. Đây nè, 45 ngàn cho một cái, 45 ngàn cho cái thước thủy này ha, mini có từ nha, từ nằm ở đây đó. Còn này thì chúng ta cặp vô cái ống tròn được nè, chúng ta đo được đó. Rồi 45 ngàn, dòng này cũng mới vừa về lại. Thì bơm kinh mà anh em hết thì cố gắng mình về thêm thôi. Rồi kế tiếp nữa cho thể em một cái lưỡi ha, một đây là cái dòng lưỡi cắt siêu mỏng ha, super thin. Cái dòng này là 2 nhân fast cutting, có nghĩa là nó sẽ cắt nhanh gấp 2 lần những lưỡi thông thường. Theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất ở đây đối với gạch nè, test by red marble ha. Khi mà test ở một cái đá marble màu đỏ đó thì nó sẽ cắt được là tới 220 mét ha. Cái đá này dày là 20 mm đây nè ha, test by metal sinex 20 mm thì nó sẽ cắt được 220 mét. Wow, rất là dữ. 4 inch ha, 105 mm. Lỗ chuột là 16 hoặc 20, nó có lông đền cho chúng ta nằm ở đây đó, rất là dày, rất là mỏng luôn, super thick, super thin, có thể cắt gạch này nọ anh em á. 90 ngàn cho cái lưỡi này, hỏng cháy hàng, bây giờ về lại rồi. Nó làm cái lưỡi, anh em thấy cái lưỡi đẹp được không? Đây, lỗ này lỗ 20 nha, dành cho máy cắt đá, hoặc là cái kia 16 dành cho đó, rất là mỏng. Nói chung mấy cái lưỡi này thì cái này cắt khô và cắt nước ha, rai và huyết này khô và nước đều được hết đó, rất là đẹp. Rồi về rồi ha, anh em là nhu cầu thì mình qua mình lấy, còn anh em muốn biết nó ngon cái nào thì cứ mua cái lưỡi về mình test thử thôi nha. Tại vì nói chung là cũng tùy người tùy khách anh em ha, có thể chưa tùy tùy trường hợp á, có khách thì xài rất là ngon ha, có khách thì nó tùy khách thôi. Rồi 90 ngàn cho một cái lưỡi này nha. Cái tiếp nữa giới thiệu anh em một cái khung cưa cứng nhựa. Đây là cái khung cưa nè, kèm theo cái cưa nha. Cái cưa này là cái lưỡi là SK5 Steel nè, độ cứng là từ 57 đến 58 HRC nha. Cái khung này là bằng nhựa ABS 100% đó, giá là 160 ngàn. Nó sẽ cắt được góc 45 độ là 22.5 nè, mà cắt đường chéo hai cái đầu nữa. Thì cái cưa nhựa này ở trên đây có lỗ để chúng ta bắt cố định vô một cái bàn chúng ta đó ha, để chúng ta cưa nha. Và kèm cái khung này kèm theo cử này chỉ có 160 ngàn thôi nha. Ok ha, cái cưa này thì mã của nó là 32107 nha anh em, 32107 đó. Rồi 160. Rồi đây là cái dụng cụ cưa nè, cắt cành trên cao ha. Khi mà chúng ta giật á là ở đây nè, cái lưỡi dao nè, anh em đưa cái cành vô trong đây, anh em đưa cái cành vô đây giật con khoác là cái lưỡi dao này nó sẽ cắt. Đây là cắt nè, còn đây là cái cưa ha, chúng ta ráp vô để chúng ta cưa ở trên cao. Ở trong đây là chúng ta chọt vô cái cây đó, đây là chúng ta sẽ chọt vô cái cây chúng ta đó ha, để chúng ta giật nha anh em đó, để chúng ta giật kèm theo sợi dây nằm ở đây, có tay giật nằm ở đây nha. Cái dòng này thì nó cái lưỡi nè SK5 ha, cái lưỡi cắt là SK5 thì nghĩ chắc cái lưỡi này đó. Còn cái lưỡi cưa thì mình không không khui ra là mình không thấy được đó. Rồi ok nha, cái dòng này có mã là 33631, giá là 330 ngàn cho cái này.
Anh em nào ở vườn, ở nhà vườn á, chúng ta cần một cái là tỉa cành những cái trong vườn ta thì mua cái này thì nó lợi hơn ha, nó tiện hơn rất là nhiều, nó đỡ tốn kém chi phí hơn khi mà chúng ta mua những cái thiết bị mà tỉa cành ở trên cao mà nó dùng pin hoặc nó dùng điện đó, chúng ta kéo tới cái lui thì nó cực. Dòng này thì giá khá rẻ ha, 330.000 cho cái cưa này nha, vừa cắt vừa cưa, giờ chúng ta ráp vào chúng ta xài thôi nha. Ở đây thì nó giật đây nè, nó giật này, cái cưa lưỡi cưa anh em ráp vào trong đây, nó có chốt sẵn rồi nè, nó có chốt sẵn, anh em ráp vào trong đây là chúng ta mọc đầu này là cưa, đầu này là giật ha, để chúng ta cắt những cành vừa vừa thôi, cành lớn thì chúng ta cưa, cành nhỏ nhỏ thì chúng ta cắt nha. Rồi 330.000 cho cái bộ này. Cái tiếp bên cửa hàng mình vừa về lại cái kẹp nhựa, cái kẹp này kỳ này về chỉ có 2 in và 3 in thôi, 2 in rưỡi thì không có về. Lúc trước á, là cái này nó hết hàng, cái 2 in rưỡi còn nhiều lắm, mấy trăm cái lần không có về, do cái đơn hàng như vậy lâu quá nên cái 2 in rưỡi là nó cũng hết rồi. 2 in ha, 20.000 một cái nha, 2 in 20.000 cái. Kẹp khá là cứng nha anh em, cái nhựa này á, kẹp cực kỳ cứng luôn nha. Hay là 2 in anh em cầm được một tay nè, chứ cái 3 in đó anh em cầm không có nổi đâu. Cái này á bóp một tay chứ lộn. Cái này á, là giá là 20.000, còn cái này thì giá là 35.000. Đó, cái lớn nè, lớn này anh em phải cầm tới 2 tay, một tay giờ anh em cầm bóp mệt mỏi luôn á, cầm với 2 tay bóp lên ha. Đó, thiết kế những cái lò xo rất là lớn ha, lò xo lớn nè, cụm lớn nè, đó, cụm lớn nha, 35.000 cho kẹp nhựa này nha. Thì để chúng ta kẹp đây nè, anh em ứng dụng cái kẹp gỗ hoặc là anh kẹp cử hay kẹp gì đó nha anh em ha, mình có thể ứng dụng cái này trong nhiều cái trường hợp. Rồi 35.000 cái, còn cái nhỏ này là chỉ có 20.000 thôi. Cũng vậy, cái nhỏ này cũng ứng dụng để kẹp những cái cử nè ha. Đó, tùy theo trường hợp chúng ta, hoặc là kẹp những cái hai miếng ván lại với nhau để chúng ta thực hiện công việc khoan hay gì đó nha. Rồi 20.000 cho cái này. Rồi đó là hết rồi anh em á, chín cái dòng sản phẩm mà bơm kinh vừa về lại. Lúc trước thì nó hết rồi. Anh em mà đang có nhu cầu về những cái này có thể qua cửa hàng mình mua nha. Đó, qua cửa hàng lấy về rồi đủ rồi đó. Thì anh em lưu ý ha, những cái sản phẩm này bên cửa hàng mình bán thì giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship nha. Thì những anh em mà đang có nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại bên dưới được mua hàng. Anh em có thể ghé bên 850 hoặc 876 Lạc Long Quân, phường 8 Tân Bình, Hồ Chí Minh, tất cả hàng này đều có trưng bày sẵn hết. Mình vô mình coi mình lựa hợp lý thì mình mua thôi. Ha, còn cái giá nãy giờ mình giới thiệu cho anh em rồi đó. Rồi cảm ơn ha, xin chào và hẹn gặp lại.